Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc pit shot giá rất tốt và mình sẽ quay lên để chia sẻ cùng anh em. Như anh em có thể thấy đây là chiếc này bên mình đang bán với giá 9.990.000 và đó là mức giá sale khá là tốt của dòng này. Dòng này là một dòng mới của pit shot được ra mắt vào năm ngoái và nó là dòng pit shot T1 với size là 38.5mm. Chúng ta sẽ có giá retail lên tới là 675 đô. Với 675 đô tức là các bạn sẽ phải bỏ khoảng 15 triệu. Hơn 15 triệu tiền Việt để mua tại chính hãng Việt Nam. Còn chiếc này bên mình chỉ bán là chưa đến 10 triệu thôi. Chúng ta sẽ có mã của dòng sản phẩm này là T038430110037000 và mình sẽ mở hộp ra để cho anh em cùng view thế. Trước mặt mình là một chiếc đồng hồ Tissot T1 với một sản phẩm mới 100% mà còn nguyên seal. Mình sẽ bỏ cái seal này ra để cùng show đến anh em. Chúng ta sẽ có cái mã của sản phẩm là T038430 này, 110037000 và như các bạn thấy ở đây nó có đầy đủ thông tin như thân thép không gỉ, độ chống nước 53 và máy auto. Vâng thưa các bạn, máy chiếc này sử dụng máy auto chứ nó không sử dụng máy Powermatic, nó sử dụng thân thép nữa. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Tissot với cái mặt dial là size 38.5, khá là phù hợp với anh em tay bé. Với cái size này thì anh em tay cũng chỉ cần 14.5 là chúng ta có thể đeo chiếc này rất là đẹp rồi, thậm chí là 14. Và một điểm nữa là chiếc này của chúng ta thì sẽ có luôn cả hai lịch, đó là một cái rất hay. Đây là một chiếc Tissot T1 Day Date. Các bạn có thể thấy ở đây phía góc 12 giờ là chúng ta sẽ có lịch thứ được làm theo cái hình rẻ quạt. Còn ở góc 6 giờ của chúng ta thì sẽ là lịch ngày. Và chúng ta sẽ không bị mất một cọc số nào cả vì cái góc 6 giờ này của chúng ta là lịch ngày, nó đã ở trong một cái ô riêng rồi và không đụng đến cái vạch 6 giờ này của chúng ta. Mặt dial của chúng ta thì được chia thành hai lòng, với lòng trong là nơi chứa logo Tissot Automatic và chúng ta sẽ có bộ kim của chúng ta được đặt ở phía trong này. Còn ở phía ngoài của chúng ta thì như các bạn thấy đó là lịch thứ, lịch ngày và 12 cọc số. Chúng ta sẽ bị mất cái cọc số từ 11, 12 và 1 ở đây. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là cái vòng ngoài cùng này của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái điểm dạ quang, đó là chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta tính cái cọc số đó rất là dễ dàng. Bộ kim của chúng ta thì được làm theo hình lưỡi kiếm và ở đầu của mỗi kim của chúng ta thì sẽ có cái dạ quang nhỏ. Mặt dial của chúng ta thì được làm theo kiểu là kim loại phay xước và mình sẽ quay cận hơn một chút. Các bạn có thể thấy là nó được làm phay xước dọc từ trên xuống dưới này. Cái lòng trong này của chúng ta phay xước dọc, còn cái lòng ngoài của chúng ta thì sẽ làm phay xước đồng tâm đó. Và ngăn giữa các cái lòng của chúng ta thì sẽ là những cái vạch kim loại màu chrome rất là đẹp, nó làm cho cái mặt dial của chúng ta có sự phân cách rõ rệt. Phía bên phải thì mình sẽ có đó là một cái núm và trên núm này có logo chữ T là của Tissot của chúng ta. Và cái núm này của chúng ta sẽ được khía một vài cái đường để chúng ta có ma sát. Tuy nhiên là cái này thì mình đánh giá là nó làm chưa tốt lắm, bởi vì chắc là nó thời trang một chút cho nên là những cái khiến ấy rất là nhỏ, nên chúng ta cầm đôi khi nó hơi bị trơn tay. Và cái núm này nó mình đánh giá là nó hơi nhỏ một chút so với cái kích cỡ để chúng ta có thể là điều chỉnh đó, và chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cái kim giờ của chúng ta và kim phút của chúng ta đó. Mình sẽ thử vào nước 1 để chỉnh lịch, chưa vào nước rồi. Mình sẽ thử chỉnh lịch. Như các bạn đã thấy là cái lịch nó nhảy rất là lạ, Wednesday này. Đó, và nó nhảy Thursday và nó ở dưới, các bạn nhìn thấy nó có một cái nhảy tre đó. Còn khi chúng ta quay ngược lại thì sẽ là nhảy lịch lịch ngày. Với cái nấc bột này các bạn xoay hai chiều để chúng ta có thể chỉnh lịch thứ và lịch ngày. Đó. Ở đằng sau thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có bộ máy automatic của Tissot. Và bộ máy này thì của chúng ta thì chúng ta sẽ có đó là 25 chân kính, 38 giờ tích cót và 28.800 tần số dao động. Nó khác hẳn hoàn toàn so với những máy Powermatic. Chúng ta sẽ có độ chống nước ở chiếc này là độ chống nước trên chiếc này là 50m, rất là tiện dụng để chúng ta có thể đi mưa cũng như là rửa tay đầy đủ. Ngoài ra thì ở mặt sau thì các bạn sẽ có những cái thông tin như là chúng ta sẽ có mã sản phẩm này, cũng như là cái serial number, thân thép không gỉ và chất liệu kính là kính sapphire. Vâng. Đi kèm với chiếc này đó là một sợi dây kim loại, và sợi dây kim loại này của chúng ta thì sẽ có 7. Như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có 7 chỉ. Đó. Chúng ta sẽ có 7 chỉ và nó sẽ là sự kết hợp giữa chỉ bóng và chỉ mờ. Chúng ta sẽ có hai cái chỉ mờ được làm ở hai bên. Còn đâu là 5 chỉ còn lại của chúng ta là 5 chỉ bóng. Nói chung là đây là một sợi dây cũng khá là đẹp và chúng ta đeo sẽ ôm tay.
Mẫu này thì bên mình đang có sẵn với cái mức giá là 9.990.000. Và đây là một sản phẩm có mặt dial màu bạc với size 38.5. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này có thể liên hệ bên mình để mua. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.